Ok cho anh em hôm nay lại gửi cho anh em ít lưỡi câu nha anh em. Thì đa phần những lưỡi câu này thì là những lưỡi câu từ Nhật về đó, đến từ thương hiệu của Gamakatsu nha anh em. Là Gamakatsu không phải lưỡi Owin nha. Trên đây là đa phần là những lưỡi chuyên về cho anh em săn hàng nha, lưỡi lớn nha anh em đó. Dưới đây sẽ là lưỡi nhỏ nhỏ và vừa vừa. Rồi để mình lên cụ thể từng xây lưỡi cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không giống clip sắp lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Rồi cảm ơn anh em. Ok thì gửi cho anh em mã số 1 mã số 2 nhé. Thì mã số 1 mã số 2 lưỡi Gamakatsu nha anh em. Lưỡi Gamakatsu size số 10 và size số 11. Đây form nó dạng form gọng dài anh em, gọng dài. Đây cũng vậy, gọng dài. Thì lưỡi này chuyên về cho anh em nào câu cá bóng đục nha, cá bóng đục. Mặc anh em câu cái địa hình nào mà có nhiều cá nóc á, đây lưỡi này thì gọng dài này chiên trị miếng cá nóc nó cắn thẻo anh em nè, nó Gamakatsu gọng dài này thì nó đa phần nó sẽ cắn không tới đâu nha anh em, nó cắn chỉ tới cọng thép này thôi chứ không có cắn tới thẻo của anh em đâu. Rồi để mình để trong một tập mình đo xay lưỡi cho anh em xem nhé. Thì một bịch này nó sẽ có 14 lưỡi nha anh em, một bịch này sẽ có 14 lưỡi. Đây anh em phân lưỡi của nó đây, nó chiên bóng đục nha, chiên bóng đục giữa anh em câu địa hình nào nhiều cá nóc nha. Đó, nó sẽ cắn tới đây là cùng thôi chứ ít khi nào nó cắn tới thẻo anh em lắm. Lưỡi này thì lưỡi có ngạnh và lưỡi nên rất là bén nha nè. Đó, Gamakatsu. Anh em miền Tây thì có thể đi câu chê vàng cũng được, câu chê vàng cá gô đồng, đó, cá chốt. Rồi, ngon lành nhá. Rồi để mình lên mã khác nha. Thì mã số 1 mã số 2 giá công khai một mã giá sẽ là 25k nha anh em, 25k một quỹ nhé. Rồi tiếp theo sẽ mã số 3. Thì mã số 3 lên cho anh em là lưỡi của hàng QH, lưỡi của hàng Owin. Đây lưỡi này vẫn là lưỡi gọng dài nha anh em, lưỡi gọng dài và lưỡi này là lưỡi quàng đó. Xe này là xe số 11 và một bịch này nó có 12 lưỡi nha anh em, lưỡi Mercedes-Benz nhé, hàng của Nhật. Thì lưỡi này vẫn là lưỡi có ngạnh gọng dài, mấy cái lưỡi này của Nhật về thì nó rất là bén nhá. Phơm lưỡi của nó thế này đó. Đa phần mấy cái lưỡi Nhật thì cái mũi đầu nó sẽ vuốt nhọn nha nè, vuốt nhọn và dẹp đó. Nó giống như cái kim vậy đó, đụng vô nhẹ là dính thôi, rất là bén nha nè. Rồi đem để ô tập đo cho anh em xem. Đây anh em đó. Sẽ bự hơn lưỡi Gamma 1 tỷ nha anh em, bự lưỡi Gamma 1 tỷ. Thì vẫn chuyên về cho anh em câu bóng đục, câu mấy địa hình nào có nhiều cá nóc á, nó nuốt lưỡi không được nha anh em. Đó, nó cắn thẻo anh em không được. Anh em cái lưỡi này anh em có thể câu về câu cả sắt lát, hoặc anh em câu chê vàng đó, rất là ngon nhá. Đây lưỡi gọng dài này thì chuyên về dạng cho anh em câu mấy con mồi mà dạng nó sỏ bít cái lưỡi á, câu mồi tép nè, không thôi mồi rung đó. Rồi một túi này giá mình bán cũng vậy nha nè, giá vẫn là 25k nha, 25k mã số 3. Tiếp theo qua đây, và đây là lưỡi mã số 4 số 5. Số 4 số 5 sẽ là vẫn là lưỡi Gamakatsu nha nè, vẫn là lưỡi Gamakatsu. Đây lưỡi số 4 là lưỡi 7.5 và lưỡi số 5 là lưỡi số 8 nha nè. Lưỡi này form là form chữ U nha, form chữ U. Lưỡi này về cho anh em là câu đài, câu gô phi, câu gô, câu cá gô đồng, câu cá chép, chê, thả ga nha nè. Thì một túi này nó sẽ có 13 lưỡi nha nè, Gamma này một túi thì có 13 lưỡi, mã số 4, mã số 5, lưỡi 7.5 và lưỡi số 8. Đây. Rồi để mình đo trong ô tập cho anh em xem hai xe lưỡi này nhé. Loại này mình câu gô đồng rất là nhiều loại này luôn nè. Đó. Anh em. Đó, phần lưỡi đây, phần 7 hoặc phần 7.5, phần 7.5 hoặc phần 8. Đó. Đây. Thì ô tập của mình đo cho anh em là ô tập 8mm nha anh em. Đó, mình nhắc kỹ lại là ô tập 8mm nha. Thì tập này nó sẽ có hai loại, một loại là 10mm, một loại là 8mm. Mình đo cho anh em là ô tập 8mm nha anh em. Đó. Thì một ô nhỏ của nó sẽ là 2mm nha. Bốn ô nhỏ nó sẽ là 8mm. Đó. Tùy theo tập nha anh em, cho anh em mua lưỡi bên mình thì anh em về anh em để vô tập, anh em đo mà anh em báo nhỏ quá nói mình đổi lưỡi thì không có nha. Đây lưỡi Nhật về thì nó sẽ rất là ít nên không có nhiều đâu đó.
giống như lữ số 8 này nè, loại số 8 này thì mình về được coi quầy bịch thôi đó, chứ không có nhiều, chứ không có vụ đổi lữ của anh em đâu nha. Lữ này nó giá nó cũng ok, cũng mềm, chứ không phải là quá trời đắt để mình đổi lữ cho anh em. Thì đây đôi ô tập như thế này đó, xây 7.5 thì nó nhỏ 1 tí nhá. Rồi giá một túi này giá sẽ là 25k nha anh em, 25k một túi, xây số 7.5 và số 8 tương đương với mã số 4 và mã số 5 nha anh em đó. Rồi để mình lên mã khác cho anh em nhé. Tiếp theo sẽ là mã số 6, mã số 7 đây anh em. Mã số 6, mã số 7 lên cho anh em này, dạng phơm là phơm nặng nành sỏi nha nè, nành sỏi. Thì mã số 6 sẽ là xây Gamakatsu xây số 8, mã số 7 sẽ là xây Gamakatsu xây số 12 đó. Đây mấy cái xây này thì anh em thích hợp về câu cá chê hơn, cá chê, cá gô đồng, cá cá phi, cái số 8 nè, còn cá phi rất là đã nha nè, cá phi, cá chép. Số 12 này thì chê hoàng thắt lát, hoặc anh em có thể câu cá cốc ở miền Tây gọi cá cốc nha nè, miền ngoài thì có thể câu cá ngạnh ngon lành nhé. Đây, thì mã số 6 thì nó một bịch này nó có 15 lữ. Mã số 7 một bịch này sẽ có 12 lữ thôi nha nè đó. Rồi để mình để ô tập mình đo cho anh em xem nhé. Đây, xe số 8 và xe số 12. Đây anh em, xe số 8 và xe số 12 nhé. Nó sẽ phơm nó sẽ khác nhau, nhưng mà cái xe lữ nó đo vô tập nó sẽ na ná nhau, giống nhau nha. Cái phơm số 8 nó sẽ cong một tí và sơm số 12 sẽ dẫn lên một tí nè, nó rõ ràng nha anh em. Đây. Thì nó cũng chiều ngang nó cũng dạng 80mm nha anh em, 80mm. Hai cái này thì câu copy cái chép ngon lành nha anh em. Đây, quá dìm nha. Cá ngạnh cũng được, câu cá ngạnh cũng ngon lành. Đây. Lữ Gama này thì rất là bén rồi, quá nổi tiếng luôn nha anh em. Rồi, để mình lên mã khác cho anh em xem nha. Thì một túi này mình bán vẫn vậy nha anh em, giá vẫn là 25k nha anh em, 25k một túi, mã số 6 và số 7. Rồi, tiếp theo sẽ mã số 8. Mã số 8 thì gửi cho anh em là lữ Gamakatsu, lữ số 11 nha anh em. Gamakatsu xây số 11 nè. Đó. Vẫn là lữ của Nhật nha. Thì một túi này nó sẽ có 15 lữ nha anh em, một túi này sẽ có 15 lữ, lữ xây xây số 11. Đó. Lữ này thì câu gô đồng, câu cá chê nha. Hoặc anh em có thể câu cá ngạnh, cá lăng hoàng. Mấy cái lồng bị rộng dài này anh em câu cá lăng hoàng rất là ngon nè. Đó. Đây. Đây, cái phơm lữ nó sẽ cong và dẫn lên thế này. Đó. Đây anh em, đó, nó sẽ cong và dẫn lên thế này. Và lữ anh em thấy không, rất là bén nha, cái mũi lữ của họ sẽ vuốt dẹp lại nha anh em, dẹp lại và bén giống như cái kim nha, để dao là đâm đâm mà dính nha anh em. Đây, lữ quá ngon, để mình đo ô tập cho anh em xem. Đây anh em, nó bằng với ô tập luôn nha. Đó, câu chép câu phi cũng ngon lành. Đó, anh em lăng hoàng hoặc anh em câu cá hanh, cá cháp. Đây, rất là phê nhá, lữ rất là bén, lữ màu xanh, lữ Gamakatsu. Rồi một túi này mình bán với giá vẫn vậy nha anh em, giá vẫn là 25k nha anh em, 25k một túi, mã số 8 nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo sẽ là mã số 9 và mã số 10 nha anh em. Mã số 9 và mã số 10 thì cái này có hai loại nha. Lữ Gamakatsu xây số 11 và Gamakatsu xây số 12. Và lữ này sẽ là lữ hoàng nha anh em, lữ hoàng. Và lữ này rất là bén. Đó. Lữ này bén và nhẹ nha anh em. Đây. Đó. Thì một bịch này sẽ có 11 lữ nha anh em. Đó, bự xây số 9 11 lữ và xây số 12. Mã số 9 sẽ có 11 lữ và mã số 12 cũng có, mã số 10 vẫn có 11 lữ luôn nha anh em. Đó. Lữ hoàng. Lữ rộng dài, lữ này vẫn là lữ từ Nhật về nha anh em. Đó. Rồi để mình đo cho ô tập cho anh em xem.
đó. Đây anh em, đó, đây là phong lữ xe số 11 và xe số 12 tương đương với mã số 9 và mã số 10 nha anh em. Đây. Lữ hoàng và lữ có ngạnh nha. Lữ này thì siêu bén nha anh em. Siêu bén. Đây. Bự hơn một ô tập một tí. Lữ xe số 12 á, nó tương đương với là 10 mm nha anh em, 10 mm. Rồi, một túi này mình bán với giá sẽ là 25k một túi nha anh em. Đó. Rồi, để mình qua mã khác nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là mã số 11, 12 và 13. Mã 11, 12, 13 là nó dạng nó chung một phom lửng nha anh em. Chung một phom lửng. Mã 11 sẽ là size số 14 nha anh em. Mã 11 sẽ là size số 14 nè. Mã 12 sẽ là size số 15 và mã 13 sẽ là size số 16. Đây. Lửng nó dạng nó phơm thế này, phơm nan sỏi nha. Đây. Và lửng này rất là bén, và cái cọng nó cũng cực kỳ dày nha anh em. Đó, lửng này rất là dạng siêu cứng nha. Đây. Thì mã số 11 xe số 14 sẽ có 13 lửng, mã số 12 xe số 15 sẽ có 12 lửng, và mã số 13 xe số 16 nó sẽ có 10 lửng thôi nha anh em. Đó. Thì giá mình bán một túi này giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi. Lưỡng nhật này về ta phần những cái lưỡng lớn như thế này nè thì rất là ít nha anh em, nên giá nó sẽ cao hơn một tí. Đây, bên Nhật họ bán vẫn là 250 yên thì nó ra tầm khoảng gần 40-50 ngàn thì Việt Nam nhé. Thì mình lấy được lô về thì mình bán giá khá là mềm cho anh em, 30k một túi nha anh em. Rồi, để mình đo trong xe ô tập cho anh em xem. Với bán lửng này đa phần sẽ lâu một cái là phải đo từng xe cho anh em xem thế này đó, cho anh em ưng nhất để anh em lựa được cái xe lửng mà anh em thích nhất mà anh em câu nha anh em. Đây, phom lửng đó đây đó. Thì lửng này dày nha anh em, rất là dày. Lửng có ngạnh nha, thì anh em nhìn trong clip anh em đã thấy lửng ngạnh nó là bén ngót luôn nha anh em. Phom lửng, lửng này chuyên về cho anh em dạng câu săn hàng nhé, câu ngâm. Để mình đo cái gọng lửng cho anh em xem bằng cái thước đo ly này. Đây. Thước này nó gần, cộng này nó gần 1 ly luôn nha anh em. Đó, cộng này gần 1 ly luôn. Chung là mấy cái này nó rất là dày nha anh em. Đó. Rồi, giá một túi này giá quán vậy nha anh em, giá là 30k nha, 30k một túi. Thì cái này mình về được cái số lượng ít thôi nha anh em, chứ không được cái số lượng nhiều đâu. Nên anh em nào ưng thì có thể chốt nha. Rồi, để mình qua mã khác nha nè. Rồi, ok anh em. Tiếp theo sẽ là mã số 14, số 15, số 16 và số 17, 18 nha. Thì cái này nó chung cái xây lửng nha nè. Nó chung cái phơm lửng. À, vẫn là lửng Gamakatsu. Thì đây nè. Thì cái này thì nó không có để xây cho anh em. Nó để chữ đây. CS nè. CS nè. Đó. Thì lửng này nó đặc biệt một cái là nó sẽ có cái ngạnh ngược trên đây nha anh em, ở ngạnh ngược trên lưng đó, giúp cho anh em giữ con mồi tốt hơn nha. Đó. Đây, CS một bịch này nó sẽ có 11 lửng. CM đó. Đây, nó lớn một tí. Một bịch này có 10 lửng nha anh em. Đây, có ngạnh ngược nha, đó. CL. Đó, một bịch này sẽ có 10 lửng. Bịch C2L, đó. Bịch này chính lửng như này, bịch này xe lớn một tí. Rồi 3L, bịch này chính lửng. Đó. Đây, có ngạnh ngược trên lưng nhé. Thì loại này thì giá công khai cho anh em, giá một túi này giá sẽ là 30k như này, 30k. Đó. Có ngạnh ngược trên lưng nhá. Form nó dạng nó cong thế này. Đó. Để mình để ô tập đo cho anh em xem rất là kỹ nha. Lửng này thì rất là bén này, đó, có ngạnh ngược thì chuyên về cho anh em câu mấy cá nào nó vuốt mồi của anh em á. Câu anh em câu bằng mồi dung, anh em câu bằng mồi tép đó, nó sẽ giữ con mồi lại cho anh em tốt nha. Đây, đây. Đó, câu mấy cá nâu, cá hanh, cá cháp thì rất là ngon nha nè. Xây này xây câu bóng đục. Rồi, để mình để trong bộ tập mình đo cho anh em xem nha. Lửng này thì rất là hiếm, lâu mới về một vài lửng thôi như này. Lửng ở đây nè, để mình sắp đo tập cho anh em xem. Thì mình đo trước cho anh em là cái
ba xây nha, ba xây, xây M, xây S, xây M và xây L đó. Đây nè, đây đúng, đây tương đương với mã số 14, số 15 và số 16 nha nè. Đây lượng nó thế này đó, form sẽ công thế này nha nè, và lượng này có ngạnh ngược hết nha nè, trên lưng nó đều là có ngạnh ngược đó, lữ quang và lưỡng này rất là bén, bén và cứng nha nè. Cái này chiên hanh cáp, bài hanh cáp câu cá ngạnh đó, câu cá lăng, lăng vàng nha nè, lăng vàng đây, rất là đã nha. Rồi giá một túi này, giá sẽ là 30k nha nè, 30k một túi, mã số 14, 15 và 16. Rồi để mình đo mã số 17, 18 luôn cho anh em xem. Đây anh em, mã số 17 và 18 đây đó, tương đương với xây là xây 2L và 3L đó, 2L và 3L đó. Đây nè, chiên hành cháp nha, rồi có ngạnh ngược trên lưng nha anh em đó. Lữ này câu anh em câu thắt lát hoặc anh em câu che vàng cũng được, rất là ngon nha, lữ rất là bén. Rồi giá cũng vậy anh em, giá vẫn là 20, giá vẫn là 30k một túi nha, 30k một túi, mã số 17, 18. Tiếp theo lên đây là đa phần những lữ chuyên về năm săn hàng nha. Tiếp theo lượng số mã số 19 nè, mã số 19 là lượng của hàng ổ Queen đó. Đây lữ QH của ổ Queen, lữ này lữ của Nhật đó, và lữ này là lữ xây số 11. Một túi này sẽ có 10 lữ và form nó dạng form chữ U thế này anh em đó, form chữ U, và anh em có thể để ý cái đầu, cái đầu vuông nhọn của nó sẽ được vuốt mỏng như này, vuốt mỏng giống như một cây kim vậy đó. Đó rất là bén nhá, đâm vào là dính liền. Thì loại này thì chuyên về cho anh em dạng câu đài, câu săn chép nhiều hơn, săn chép, câu hành, câu cháp, hoặc anh em có thể câu phi, nếu chỗ phi của anh em cá lớn nha, câu điêu hồng. Đây anh em thấy không, cái mũi của nó anh em thấy nó vuốt mỏng lên nha, thấy không đó, và lưỡi này lưỡi có ngạnh nha anh em đó. Rồi để đo tập cho anh em xem. Thì lưỡi này thì mình về cũng ít thôi nha anh em, chứ không có nhiều đâu đó. Đây anh em đó, lưỡi có ngạnh nha, form nó thế này. Rồi giá một túi này, giá là mã số 19, giá là 30k nha anh em, 30k mã số 19. Tiếp theo mã số 20. 20 thì vẫn là cho anh em lưỡi số 11 nha anh em, số 11. Và lưỡi này dạng form chino nha, lưỡi này xịn nha anh em. Lưỡi này một túi này sẽ có 19 lưỡi nha, 19 lưỡi nha anh em, một túi này có 19 lưỡi. Đó. Lưỡi vẫn là lưỡi của hàng Úc Vinh. Đó. Thì mã 20 này thì mình bán với giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi. Lưỡi này thì mình về được chỉ có 1, 2, 3 túi thôi nha anh em. Đó, anh em ưng thì có thể chốt liền nhé. Form nó thế này. Đó. Lưỡi này thì rất là dày nha anh em, dày và bự. Đây, form lưỡi nữa đây. Đó, chuyên về cho anh em là câu chép, hoặc anh em có thể câu phi dạng phi bự nha, điều hồng. Đó, anh em có thể loại này anh em về làm lăng xê cũng được. Đó. Là mân xe rất là xịn nha. Để đo cái phôi lưỡi cho anh em xem, cái này nó dạng gần một ly nha anh em, một ly đúng luôn nha. Đây đó, lưỡi rất là dày nha anh em, đối với lưỡi câu mà xây một ly này thì rất là dày rồi đó. Và lưỡi đây, lưỡi của mấy Nhật thì cái đầu lưỡi nó sẽ vuốt mỏng nè, có ngạnh nha. Rồi giá mã số 20, giá vẫn dày nha anh em, giá vẫn là 30k. Tiếp theo qua mã số 21 22 23 là dạng săn hàng nha anh em, săn hàng. Lữ này dày lắm. Thì 21 là mã lữ số xe lữ số 14 nè. Mã 22 xe lữ số 15 và mã số 23 xe lữ số 16. Thì cái mã số 14 này một bịch này sẽ có 6 lữ. Mã số 15 một bịch này sẽ có 6 lữ. Và mã này
xe số 16, một bịch có 5 lửng thôi nha anh em. Đó, rất là ít lửng nhưng mà được cái là cái chất lượng nha. Đó, được cái là cái chất lượng. Rồi, mã 21, 22, 23. Giá công khai một túi này, giá là 35k nha anh em, mà 35k một túi. Đó. Rồi. Tại sao nó lại đắt như vậy? Để mình lấy cái mình đo cái xe lửng cho anh em xem. Đó. Lao đo xe lửng có form lửng có phôi của nó cho anh em xem nhé. Đây anh em, đó. Đây. À, mã số 21 này, 22, 23 tương đương với là xe số 14, 15 và 16 nhé. Đây. Lửng đây nè. Rất là bự nha, bự và cái ngạnh lửng của nó lớn. Mũi lưỡi của nó thì nó được rút bén nha anh em. Đây. Rút bén luôn nha. Phôi lưỡi thì cái này nó rất là dày. Đó. Phôi này tới 1.6 luôn nha anh em. À, phôi tới 1.6. Ly 5. Ly 4. Đó anh em. À, mỗi cái phôi nó sẽ tương đương với tầm khoảng ly từ 1.4 đến 1.6 nha. Đây, lưỡi nó gõ nhau kiểu bèn bèn thế này. Đó. Rất là dày. Đó, cái này thì dạng chuẩn về cho anh em săn hàng nha. Có một số anh em có thể mua lưỡng này của anh em về cột nhích nha anh em. Đó. Rất là bén, bén và dày. Đó. Săn hàng thì anh em lựa những cái lưỡng chắc ăn thế này nè. Thì hàng thì lâu lâu nó sẽ bá với một lần. Anh em đầu tư lưỡng thế này thì chắc ăn nha anh em. Đó. Nhưng mà giá 35k một bịch mà so với giá mới cái này á, giá mà họ bán tại cửa hàng thì khá là mềm hơn. Đó. Rẻ hơn khoảng 50%. Đây, cái đuôi lưỡng đó đây. Đó. Ngạnh thì bé ngót. Đuôi lưỡng họ vuốt rất là bẹn, nhọn như này. Đây. Vuốt mỏng lên. Đó. Rất là bẹn nha anh em. Đây anh em thấy kỹ không? Rồi, giá là 35k một túi nha. Thì đây anh em, họ bán sẽ giá là 300 yên, nó ra tầm khoảng 60-65 ngàn thì Việt Nam nhé. Đó, từ tính vận chuyển thế từ lâm chân. Rồi, giá 35k nha anh em, 35k một vỉ, giá mã số 21, 22, 23. Rồi, đó tổng cộng những mã lưỡng lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng có thể chốt để là shop, số điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ với số điện thoại shop để ở góc này màn hình nhé. Đó. Anh em cần mọi thông tin gì thì có thể báo mình sẽ thể chụp mặt anh em, mình sẽ quay clip cận cảnh lại cho anh em xem nhé. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.